2. Và bây giờ là bắt đầu là mình sẽ học thực hành, cho nên là mình sẽ học đến cái chỗ nào thì mình sẽ dừng đó và mọi người thử thực hành hết các bạn trong lớp. Thật ra mình thấy gì nè, mình làm nhiều á, nhìn nhiều thì mọi người mới sẽ nhận biết được những cái bất thường. Ha, bây giờ mình sẽ đi từ chậm chậm từng cái chi tiết nha. Cái này chỉ nhắc là lý thuyết, tư dẫn mục đích là để chuẩn đoán chứng. Chứng là tên của chứng trạng có biểu hiện trong bệnh tật có trên người bệnh. Còn chuẩn đoán hậu chứng là tên của một hậu chứng hậu bị thể hiện của các tạng phủ trong cùng một mối tương quan sinh bệnh lý bị tổn thương. Còn qua đó mình còn có thể chuẩn đoán nữa là chuẩn đoán bắt cương. Mình gồm có 8 cương lĩnh để chẩn đoán, để chẩn đoán vị trí, tính chất, trạng thái và xu thế bệnh. Mọi người còn nhớ bát cương gồm cái gì không? Hàn nhiệt, âm dương, hư thực, hiểu lý tương thật. Còn như chẩn đoán nguyên nhân bệnh, mình có đây có 3 nhóm nguyên nhân: nội nhân, ngoại nhân và bất nội ngoại nhân. Như vậy thì mình hỏi lại ha, là ngoại nhân gồm gì? Lục tà, lục vân, không ai lưỡi thấp tới nhiệt ha. Rồi nội nhân, nội nhân là thất tình, thất tình, tình chí. Vậy mình hỏi bệnh nội thương là thuộc nhóm nào? Nội nhân không? Hả? Bất nội ngoại nhân. Nãy chú mới vừa rõ ràng nói nội nhân là tình chí, nội thương đâu phải là tình chí, đúng không? Nên mọi người đừng có lộn lộn ha, quen quen với nội nội. Thật ra thì là nó có hai trường phái, nhưng mà trường phái mình học ở trường á, đọc ở trường là nội nhân là thất tình ha. Còn như còn ngoại nhân là ngoại tà, phong hàn thượng thấp tam nhiệt, còn lại tất cả đều quy ra bất nội ngoại nhân. Rồi dựa vào tư chẩn mình có thể chẩn đoán được vị trí bệnh lý ha, họ chứng bệnh, bệnh danh, cứ lướt qua. Rồi mình vào chi tiết. Thứ nhất là về vọng chẩn. Vọng là nhìn, là để quan sát thần sắc, hình thái, mặt, mũi, môi, lưỡi, vân vân của người bệnh để biết được tình trạng bệnh, mang tình trạng bệnh. Thứ nhất là mình sẽ nhìn thần, vọng thần. Ha, mọi người chú ý nha, lúc mà kiểm tra là mình sẽ có, mình sẽ phải nói từng hai thứ tự. Vọng thần, thần đó là sự hoạt động của tinh thần và ý thức, là nơi thể hiện ra bên ngoài sự hoạt động của tạng phủ bên trong. Khi xem thần cần phải xác định coi có còn thần hay là mất thần. Như vậy làm sao mình biết còn thần hay mất thần? Thì còn thần là mắt sáng, tỉnh táo, ha, bệnh nhẹ, chính khí chưa bị tổn thương, công năng của tạng phủ chưa bị suy yếu, tiên lượng bệnh còn tốt. Như vậy còn mất thần thì sao? Mất thần á là không có thần thể hiện tinh thần mệt mỏi, thờ ơ, lãnh đạm, nói không có sức, biểu hiện của triệu chứng trong hôn mê, vân vân. Đó thể hiện đó là một bệnh nặng, chính khí đó là suy yếu, khi điều trị bệnh rất khó khăn, lâu dài và tiên lượng dày đặc. Ha, như vậy mọi người trong lớp mình có ai đã gặp người nào đã có dấu hiệu mất thần chưa? Không, không, không hẳn là chờn chết đâu. Bất thần hả? Cũng có đó. Tại vì nãy bên đó rõ ràng mất thần là thể hiện một cái tinh thần mệt mỏi, thờ ơ, lãnh đạm, nó không có sức ha, nó yếu, tinh thần nó yếu đi. Mình có thể ví dụ, có ai bao giờ 3 đêm liên tục không ngủ không? Đó, qua ngày hôm sau người nó đừ đừ đờ đờ đờ. Nhưng mà cái đó là một cái tình trạng mà mình mới yếu đó thôi, do 3 ngày không ngủ thôi. Nhưng mà nếu mình ngủ, ăn ngủ đầy đủ lại thì mình sẽ lấy lại cái tinh thần. Nên mình hay gọi là lấy lại tinh thần, lên tinh thần đi. Còn như là người đã mất thì cũng có, nhưng mà
tình trạng lúc đó chính khí suy kém. À, như vậy niềm đầu tiên của mình là vọng thần. Cần quan sát thêm tình trạng tinh thần như u uất nè, nói cười liên khuyên, chán ngâm, hoang thở, bê xả hay lơ mơ kia, ý thức, hôn mê vân vân. Có thể chẩn đoán bệnh thuộc tạng nào trong cơ thể như là tâm, can, tỳ, phế, thận. Thì trong cái ngũ tạng mình có phân ra là tinh thần của tình tạng. Nhớ, mọi người nhớ không? À. Rồi, cái thứ hai, thứ nhất là nhìn thần, thứ hai là nhìn sắc. Nhìn sắc thì trong đây mình có là xem sắc mặt. Sắc mặt của người bình thường, sắc mặt tươi nhuận khi có bệnh nó sẽ biến đổi như sau. Thứ nhất là sắc đỏ, cái sắc nha, sắc mặt, cái tiên là sắc đỏ. Sắc đỏ thì nó thể hiện nó là nhiệt. Hai thì mình sẽ phân biệt là nhiệt thực nhiệt hay là hư nhiệt. Thì ở thực nhiệt á, thì mình sẽ thấy mặt đỏ đều toàn mặt ha, như là trong bệnh sốt nhiễm trùng, say nắng. Còn như hư nhiệt thì nó sẽ đỏ trong những cái vùng cố định cục bộ, ví dụ như là đỏ hai gò má ha, rồi đỏ gò má, rồi thường hay thời gian là sốt về chiều à, thì hay nó sẽ gặp trong những bệnh mãn tính lâu ngày à, như là âm hư sinh nội nhiệt. Còn như sắc vàng, sắc vàng thường nguyên nhân do hư, do thấp ha, thì thường nghĩ đến là do tạng tỳ bị mất chức năng kiện vận. Như vậy thì thấp nó sẽ không được vận hóa, khí huyết giảm sút, da không nuôi dưỡng ha, cho nên có cái triệu chứng là màu vàng ha. Thì chứng vàng da hay còn gọi là hoàng đản, đông y mình gọi là hoàng đản, thì nó sẽ chia ra là hoàng đản á, sắc tươi và sắc tối. Thì hoàng đản mà sắc tươi sáng á, gọi là thấp nhiệt ha, dương hoàng. Còn còn hoàng đản mà sắc tối á, gọi là âm hoàng. Thì âm dương hoàng thì là thấp nhiệt, còn âm hoàng nó là thiên về hàng thấp ha. Còn như sắc mặt nó hơi vàng, hơi hơi vàng thôi, thường nghĩ là tôi bị do tỳ hư. Còn như mà sắc vàng mà nó có hơi phù thì mình nghĩ đến thận dương hư. Rồi trong cái phần khám mọi người kiểm tra thì mọi người không cần phải chẩn đoán đó là gì, mọi người chỉ cần nói cho mình kết quả là nhìn người này còn thần hay là mất thần, và sắc mặt màu gì, à hồng nhuận hay là sắc đỏ hay là sắc vàng, đỏ toàn mặt hay là đỏ gò má hay đỏ vùng nào ha, là như vậy được ha. Trong cần phải mọi người đừng cố quá sắp xếp là chẩn đoán nó là gì. Rồi sắc trắng, sắc trắng thường hay là do hư, do hàn hay là do mất máu ha. Còn như là sắc đen thường hay là do hàn, do đau hay do thủy thủng ha, hoặc là do thận hư. Còn sắc xanh mình thấy thông thường á, là thấy hay do hàn, do đau, do ứ huyết, do kinh phong ha. Ở đây của mình là học khám cho nên là từ đó mà ra chẩn đoán gì thì cái này là mọi người đọc thêm, để nó là thuộc cái phần mà mọi người học y học cơ sở rồi ha. Mình không có quá tập trung thời gian cho phần này. Rồi ngoài nhìn thần, nhìn sắc thì mình tiếp theo là mình nhìn vọng hình thái. Hình thái là hình dáng, tư thế và cử động. Thì xem hình thái để biết được tình trạng khỏe hay yếu của năm tạng. Ví dụ ở phế thì mình xem ở phần da lông ha. À, tỳ đó là cơ nhục. Còn như thận xem phần xương, răng ha. Rồi can là mình coi gân là chân tay có rung, có quắp hay không. Còn tâm á, thì có thể hiện là tinh thần có mệt mỏi hay không ha. Rồi đây là một số ví dụ. Như là người béo ăn ít thở gấp là tỳ hư. Người gầy mau đói là bị hỏa. Nãy ai có hỏi mình là làm sao để mau mập á, là coi chừng là ăn hoài mà không mập là có thể bị hỏa. Hoặc
Một số mình có thể quan sát như là tư thế cử động của bệnh nhân, nó có thể hiện được âm dương, ví dụ như là kích động, hay nói, nằm quay ra ngoài, vân vân ha. Hoặc là người nhẹ nhàng, người nặng nề, nằm co và mặt vào tường, hay là thích nhắm mắt, sợ sáng, vân vân, cái đó là thuộc âm. Còn người nhẹ nhàng, mở mắt, thích nhìn, đó là thuộc chứng về dương. Đó là một số gợi ý khi mà mình quan sát vọng thái. Như vậy thì quan sát vọng thái là mình sẽ nhìn vào cử động, hình thể, chân tay, tóc ha, những các thể, ngũ thể thuộc các tạng. Đó là quan sát một phần. Phần thứ hai là cái cử động của bệnh nhân lúc đó. Ví dụ như bệnh nhân đi từ cái cửa đi vô gặp mình, mình phải coi cái dáng đi, tướng đi, cử động nhanh, chậm, run hay là thẳng, cân đối. Cái đó là mình sẽ quan sát và mình đánh giá ha. Rồi nhìn mũi. Nhìn mũi, nếu mà đầu mũi xanh, đầu nhìn đầu mũi, màu sắc mũi, cánh mũi có chảy nước mũi khô hay ướt ha. Rồi nhìn mắt. Nhìn mắt thì mình sẽ nhìn vào tròng trắng mắt ha. Tròng trắng coi nó có màu đỏ, màu trắng hoặc là màu xanh, vàng, đen thể hiện ra một yếu tố bệnh. Nhìn môi ha, nhìn môi, màu sắc môi bên ngoài, niêm mạc môi trong ha. Rồi nhìn da, mình coi về vùng da ở mặt, ở tay chân, hoặc là những vùng mà da mà người ta có bất thường người ta đưa cho mình, coi là thứ nhất là màu sắc da ha, có phù hay không, rồi có ban nổi hay không. Nếu không có ban nổi thì mọi người phải nói rõ ban nổi như thế nào, màu đỏ, màu sắc đỏ, rồi nó có giới hạn hay không, nó có nổi phù hay không, có cây ngứa hay không, có chảy máu hay không, nó có mụn nước lên hay không ha, ở vùng nào trong cơ thể, nó tản ra khắp cơ thể hay là chỉ ở tay, ở chân, mặt trong đùi ha. Cái này mọi người phải cố gắng là khai thác được cho rõ. Đây là trong da sắc da vàng cho phù thủng. Rồi tiếp theo là hồi nãy là mặt nè, mắt nè, mũi nè, miệng nè, rồi bắt đầu vô răng. Răng thì coi có răng khô hay không, có rụng răng hay không ha. Rồi hoặc là cái hàm răng cắn chặt là trong phong đờm, nó bị bế tắc trên làn. Rồi đây là nhìn lưỡi. Nhìn lưỡi thì mình soạn hẳn một trang, một file để chỉ nói về lưỡi. Còn như cái này nha, lưỡi, tất cả là một lưỡi, mình sẽ nói riêng cho mọi người. Rồi bắt đầu mình từ lưỡi xong mình đi xuống về tay chân ha. Coi tay chân có co quắp hay không, co duỗi có được tự nhiên hay không, có linh hoạt hay không. Rồi xong đến bắt đầu mình coi móng tay. Móng tay, móng tay có khô, có nhợt, dễ gãy hay không ha, có sọc hay không. Băng móng tay là dành cho coi chỉ tay trẻ em, người lớn thì khỏi cần. Băng móng tay thì cái đó mình không chuyên ha, nó thật là mình không chuyên, cho nên là cái này mình lướt qua nha, khó quá bỏ qua. Thật ra thì băng chỉ tay của trẻ em á, là người ta đó là co cái tĩnh mạch nhỏ ở mặt ngoài ngón tay trỏ, ở mặt ngoài ngón tay trỏ ha. Tại vì mình đi làm thì ở bệnh viện của mình đa số là gặp người lớn, người già tuổi không à, nên chưa gặp một cái trường hợp nào hết. Thì theo lý thuyết đó là sẽ nhìn vào mặt ngoài ngón tay trỏ về phía xương quay, là phía này, phía mặt ngoài này ha. Trẻ em mới đẻ da dễ hồng hào, tĩnh mạch dễ bộc lộ, vân trên ngón tay rất dễ nhận biết. Sau đó tùy theo tuổi lớn dạ dày, cái hình ảnh cái vân tay nó mới mờ dần ha. Như vậy thì mình xem cái vân chỉ vân này ở trẻ em dưới 3 tuổi, mấy trẻ còn như trên 4 tuổi thì coi như là mình khác như người bình thường, người lớn bình thường ha. Thì mình coi cái gì, coi vào màu sắc và độ chứa đựng máu của tĩnh mạch nổi ha.
Rồi, như vậy thì trong cái vọng phần vọng á, mình nhắc lại cho phần vọng của mình. Thứ nhất là xem gì? Về thần sắc. Thứ hai, coi thật à, bắt đầu coi màu sắc. Thì coi màu sắc mình sẽ thấy đập vô mặt mình nhất, đó là sắc mặt. Coi sắc mặt ha, sắc mặt tươi nhuận, hồng nhuận hay là màu có màu đỏ, màu vàng, vàng đỏ, xanh, trắng, nhợt ha, thì mình ghi nhận sắc mặt tổng thể. Sắc mặt xong rồi thì bắt đầu mình đi chi tiết trên từng bộ phận trên mặt, là mình đi từ mắt. Từ mắt mình coi tròng mắt, sự linh hoạt của mắt ha, rồi đến coi mũi, coi mũi rồi xong mới đến coi miệng, coi miệng xong đến coi răng, răng rồi xong đến lưỡi. Thì coi lưỡi xong thì mình bắt đầu mình nhìn tổng thể xuống tay chân. Tay chân thì mình sẽ coi cử động tay chân, khớp tay chân, co quắp móng tay móng chân ha, móng tay móng chân, da lông tay chân. Đó là về phần nhìn. Đất tất nhiên là nó sẽ còn thêm nhiều cái nữa, là do cái người là mình sẽ còn phải nhìn theo từng tạng. Ví dụ như nãy mình nói là chủ về da lông và đặc phế thì mình phải kiểm tra coi da lông của bệnh nhân này ha. Chủ về can là gân, mình có co quắp hay là vấn đề gì hay không. Chủ vấn đề về thận là về xương ha. Thật ra là mọi người học ngũ tạng rồi, thận thì nó còn chủ về phần tóc nữa, răng tóc ha, răng tóc đó. Mình sẽ đó, lúc đó mình sẽ đi chi tiết từng tạng từng tạng. Còn như nếu mà bệnh nhân vô thì mình cứ như mình cứ làm theo một bộ, đó là thần, sắc mặt, mắt, mũi, miệng, lưỡi ha, tay chân, móng tay móng chân và cử động. Mọi người cứ làm theo một bộ đó. Còn như chi tiết từng tạng thì là do bệnh nhân khai thác hoặc quá trình mình khai thác thêm, đó là chi tiết phần từng tạng. Hoặc là bệnh nhân có bất thường vấn đề gì thì mình sẽ khai thác sâu vào vấn đề đó. Rồi còn như về lưỡi thì mình có làm hẳn sang một bài là mình xem lưỡi, tại vì mình cũng khá chú trọng về cái chẩn đoán về lưỡi. Không có bên đây nên mình mới soạn ra ngoài thêm. Ha, lưỡi hay còn gọi là thị chẩn. Thì cái sơ đồ phân bố cái mặt nhũ ở ngay lưỡi thì mình, mọi người chú ý ở ngay góc lưỡi thì có nhũ đài và nhũ lá. Ở chính giữa lưỡi gọi là nhũ chỉ, còn ở ngoài rìa lưỡi, đầu lưỡi đó là nhũ nấm. Thì mình giải thích cái phần mà sao hình thành rêu lưỡi ha. Thì ở nhũ chỉ cấu trúc nó là mảnh, nó sợi mảnh, mảnh như chỉ ha. Nó là do những cái màng cố định sừng hóa thực bì ha. Nó cứ tân sinh, tái tạo, đào thải, tân sinh đi liên tục, cho nên ở ngay cái vùng mà thượng bì á, nó sẽ nổi lên là những cái lớp rêu ha. Trong đó là nó có những cái sừng hóa bị đào thải đi, và thức ăn hoặc là những vi sinh vật ha, nó hình thành nên rêu lưỡi. Cho nên là rêu lưỡi nó sẽ thể hiện ra tình trạng bệnh của bệnh nhân. Rồi còn như ở ngay rìa, ở đầu lưỡi và ngay rìa lưỡi là những cái nhũ nấm. Thì nhũ nấm á, nó là đỉnh tròn, cuốn nhỏ ha. Thì ở đây niêm mạc thượng bì nó không có bị sừng hóa ha, cho nên là nó không có tạo ra cái lớp rêu. Nhưng mà nó trong suốt, mình sẽ thể thấy được những cái mao mạch ở dưới. Cho nên những bệnh mình thấy là hay bệnh nhân bị nhiệt á, hay bị đỏ, đỏ đầu lưỡi, đỏ rìa lưỡi. Thì khi mà nhiệt theo tay cơ chế của tay y, đó là làm cho nó giãn cái màu mặt đi.
thì mình sẽ thấy vùng đó nó sẽ đỏ ửng ra ha. Nếu tương xứng với đông y của mình thì bên đông y mình gọi là gì, thì bên tây y đó là nó là một cái sự giãn cái bao mạch à, cho nên nó là đi giải phần nhũ chỉ và nhũ nấm. Mình nói sơ sơ thôi. Rồi mình nhắc lại cái lý luận mặt lưỡi phân bố cho các tạng phủ thì nó có rất là nhiều trường phái ha, nhưng mà mình cứ lấy cái trường phái cơ bản nhất mình hay học ở trong trường nhất, đó là ở ngay phần góc lưỡi ha, à, đó là thận, còn chính giữa là tỳ, hai bên là can đởm, ngoài đằng trước là tâm phế. Tâm phế thì ngoài ra mình có một cái lý luận là mọi người còn nhớ không, tôi nói là tâm chủ về lưỡi ha, nhưng mà cái nêm nếm, cái nêm nếm ăn ngon miệng thì đó là thuộc dạng vị, tỳ vị ha. Rồi cho nên là khi mà ảnh hưởng bất kỳ ở tạng, ở cái lưỡi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng của hai tạng, đó là tạng tâm với tỳ vị ha. Thì thứ tự xem lưỡi, thứ nhất là mình sẽ xem vào chất lưỡi, thứ hai là mình đánh giá rêu lưỡi, và thứ ba là dưới lưỡi ha. Ở chất lưỡi mình phải đánh giá là lưỡi này, thần của cái lưỡi, sắc lưỡi, hình lưỡi và trạng thái lưỡi. Còn như rêu lưỡi thì mình đánh giá chất của cái rêu, sắc của cái rêu, và còn ở dưới lưỡi mình đánh giá thì đó là hình sắc của hai cái mạch máu nổi dưới lưỡi ha. À, ở thần thì như là gồm có nó tươi thì nó khô ha, còn như sắc thì màu sắc của cái lưỡi, màu sắc lưỡi nó khác màu sắc rêu lưỡi khác nha. Màu sắc của lưỡi như là đỏ nhạt, trắng nhạt, đỏ thẫm và xanh tím vân vân. Còn hình á thì có cái lưỡi hình này là hình già non, béo hay gầy, cái vết răng, vết nứt hay gai nhọn ha. Còn về trạng thái mình đánh giá coi là nó bị méo lệch, rung, cứng, mềm hay là ngắn co lại. Còn như về rêu lưỡi, về chất rêu thì mình đánh giá coi là rêu này nó mỏng hay dày nè, nhuận hay táo nè, trơn nát nè, hay là tróc ra từng mảng vân vân. Còn sắc rêu coi nó là sắc trắng, sắc vàng hay là xám đen. Còn như cái đánh giá cái mạch máu hình thái dưới lưỡi á, là coi nó là nóng, mỏng, ha, cong, huyết ứ hay là xuất huyết vân vân. Mình sẽ cho qua cái bài này ha. Thứ tự mình xem lưỡi, thông thường mình xem lưỡi để không bị bỏ sót thì mình sẽ xem từ vị trí số 1 là đỉnh lưỡi ha, đầu lưỡi. Đầu lưỡi xong hai bên rìa, hai bên rìa xong mình sẽ coi chính giữa, chính giữa rồi xong đến coi cái phần thân lưỡi ha. À, cái cuốn cái góc lưỡi là số 4, sau đó xem mặt trên lưỡi rồi xong mình phải xem ở dưới mặt dưới lưỡi, đó là thứ tự để mình không bỏ sót. Khi mình quan sát chất lưỡi, mình mục đích là để đánh giá là có khí huyết, tinh dịch và tổn thương tạng phủ, từng hai vị trí tạng phủ mà nó phân bố. Rêu lưỡi thì đánh giá được tính chất bệnh, à, bệnh nông sâu ha, à, tính chất của vị khí, vị âm. Còn như mạch máu dưới lưỡi mình đánh giá được cái khí huyết vận hành thế nào. Dạ. Vị khí vị âm, một lát vô mình thì một lát từng chi tiết mình sẽ biết vị khí vị âm là cái vị, tính chất của cái vị. Ví dụ như lưỡi đấy, rêu lưỡi nó nhuận hay không nhuận, nó khô gì đó chứng tỏ là nó tinh dịch nó bị kém hay là gì đi dư. Như vậy trước khi vô bệnh á thì mình phải coi là lưỡi bình thường như thế nào ha. Lưỡi bình thường của mình là đỏ nhạt, tươi sáng, chất lưỡi thì ẩm ướt, kích cỡ vừa phải, mềm dẻo linh hoạt ha, không già không non, không có hình thái bất thường. Hạt ở rêu đều đặn, màu trắng nhuận, rất mỏng, phủ đều khắp mặt lưỡi, khô ẩm vừa phải, không dính không trơn, lao không đi ha. Thì mình chẩn đoán mình có thể ghi nhận đó là lưỡi đỏ nhạt, rêu trắng mỏng, đó là một
cái sinh vắng của một lưỡi bình thường. Nhưng xem lưỡi nó cũng có một cái số do những yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng. Ví dụ như mùa hè thì rêu nó sẽ hơi dày hoặc là trắng nhạt ha, hoặc vàng nhạt. Còn mùa thu thì rêu trắng nhạt hơi khô. Đó là bình thường theo tính chất từng mùa. Hay là sáng mới ngủ dậy, sắc nó hơi màu ấm trệ, rêu phần cuống hơi dày. Sau khi ăn uống thì rêu trở nên mỏng ha, có thời gian. Rồi ăn đồ canh nóng cay thì cái lưỡi nó sẽ màu sắc đỏ, là do ngoại vật bên trong ha. Tất cả nó đều là sinh lý bình thường cả. Còn như cái cách mình cho kiểm tra ví dụ còn ví dụ như lưỡi cho em ha, lưỡi cho em đây là một cái lưỡi bình thường. Ở cho em thì nó có thường nó non mỏng hoặc là hơi đỏ, đó là lưỡi bình thường ha. Rồi còn cái cách mình hướng dẫn bệnh nhân thè lưỡi ra và mình đọc á, là còn một cách nữa, nó cũng là một cũng phải chú ý. Nó như là mình hướng dẫn bệnh nhân thè lưỡi, thè dài ra, thè vừa phải, đừng có cố gắng đè ra, thè ra cố gắng căng quá thì nó làm cho nó cái lưỡi nó bị chèn ép, căng cái cơ á, chèn ép thì màu sắc nó bị thay đổi ha. Rồi mình sẽ giờ đi chi tiết vô từng cái. Thứ nhất là về chất lưỡi, ta đánh giá cái chất của cái lưỡi đó. Về phần lưỡi, thứ nhất là bên thì là tươi nhuận. Mọi người thấy không? Lưỡi nó đỏ nhuận nè, vận động linh hoạt. Lưỡi có thần khí ha. Thông thường thì đây là lưỡi bình thường, hoặc là nếu nó có bệnh thì đây là bệnh nhẹ, bệnh nông. Nó mới vào năm thôi ha, tiên lượng tốt là bệnh tinh thiệt ha. Còn như là khô thiệt là bệnh là cái lưỡi khô héo, thì mình sẽ thấy cái sắc á nó sẽ tối mờ ha, vận động nó không linh hoạt cho nên mình thấy lưỡi nó không có thần khí. Thường nào mình sẽ tiên lượng đây là một bệnh nặng, tiên lượng kém, tiên lượng xấu. Rồi, đó là đánh giá về phần. Còn đánh giá về màu sắc của lưỡi thì mình thứ nhất là về độ đỏ nhạt. Đây là đỏ nhạt, nó thể hiện đây là tâm khí dồi dào, vị khí thịnh vượng, khí huyết điều hòa tốt ha. Nó thể hiện đây là một cái lưỡi của người bình thường. Hoặc là nếu mà bệnh nhân bị cảm thì đây là ngoại cảm mới phát thôi, hoặc là bệnh tình nó giai đoạn nhẹ, nông ha. Đỏ nhạt. Còn đây là lưỡi trắng nhạt ha, mọi người thấy không? Ra màu sắc nó hoàn toàn khác luôn. Đây là trắng nhạt, mình sẽ thấy màu trắng nhiều hơn là màu đỏ. Thể hiện khí huyết không đủ ha, hoặc là dương khí không đủ, không thể ôn vận huyết dịch vinh nhuận lên lưỡi, hoặc là dương hư nội hàn, kinh mạch nó bị thu lại, huyết khí nó không thể vinh nhuận lên lưỡi. Còn đây là chất sắc lưỡi khô trắng ha, khô trắng, mình sẽ thấy phần trắng nhạt, không có sắc đỏ, ít sắc, sắc đỏ thì ít á, nó không có sáng bóng ha, nên nó khô, nó không có độ ánh. Nó thể hiện là tinh huyết khuy hao, toàn thân hư tổn cực độ. Vậy đó là giai đoạn cứu của một bệnh mãn tính ha. Rồi nhìn con lát, một lát mọi người thử mình lát á, mình yêu cầu mỗi người á chuẩn bị cho mình bài giấy, mình sẽ đi hết tất cả, khám hết tất cả các bạn, mình sẽ tập ghi nhận tính chất. Thứ nhất là vọng ha, vọng hồi nãy liệt kê vọng mình gồm cái gì, rồi xong đến vọng lưỡi mình ghi nhận. Khi mình ghi nhận đó, ghi tên ghi nhận đó nha, một lát mình sẽ đi đến vọng văn vấn, bắt đầu áp dụng đến vấn, thì mọi người coi cái vấn của mình với cái nhìn nó có khớp không. Rồi mai mốt với được bắt mặt mình, coi cái mặt mình bắt với lại những cái mình nhìn mình vấn nó có khớp với cái mặt hay không ha. Rồi khô trắng
Qua tiếp là màu đỏ. Đỏ thì mình thấy nó hình đỏ tươi nè. Nó thể hiện nó là nhiệt. Thì trong đây mình có hai là nhiệt, đó là thực nhiệt và hương nhiệt. Thực nhiệt là đỏ, có rêu, rêu vàng mỏng hoặc là chân dày. Còn hương nhiệt là đỏ ít rêu hoặc là rêu nó tróc ra luôn. Làm sao biết nó rêu nó có tróc hay nó có bám hay không? Là mình lấy cái cây đèo lưỡi á. Nếu mình nghi lấy cây đèo lưỡi hoặc cây gạt, mình vuốt nhẹ cái mặt lưỡi ha. Nếu như cái rêu nó tróc mình vuốt ra thì nó sẽ đi theo cái cây đèo lưỡi. Còn như nếu nó vẫn bám vô thì nó nghĩa là rêu này không tróc ra. Rồi đỏ thẳm ha. Đỏ thẳm là màu đỏ tối. Lưỡi đỏ thẳm là nó có màu đỏ tối, thể hiện nhiệt đã vào doanh huyết, tổn thương phần doanh âm, đã tổn thương phần âm. Thể hiện tà nhiệt quá thịnh, khí huyết nó xông lên mặt máu phần lưỡi tràn đầy. Hoặc là nhiệt nó vào huyết, tổn thương âm, nung nấu huyết dịch. Hoặc là âm hư thủy cạn. Hư hỏa nó bốc lên, gây nóng, nhiệt ở trên. Còn như đầu này là đầu lưỡi đỏ, mọi người thấy không? Ở phần kia là màu đỏ nhạt ha, hay là màu trắng luôn. Nhưng mà riêng cái đầu lưỡi đó đỏ, thể hiện, nãy mình nhớ không? Cái phần đầu lưỡi đó là tâm với phế. Thì thể hiện là tâm hỏa vượng hay là tâm phế uất nhiệt. Còn đầu lưỡi và rỉa lưỡi đỏ, mình thấy phần đầu và phần rỉa hai bên ha, đỏ. Thì thể hiện là ngoại cảm mới phát, hoặc là tâm phế có nhiệt, hoặc là tâm can hỏa vượng. Còn như là lưỡi xanh tím. Lưỡi xanh tím thì cái mức độ xanh tím nó sẽ liên quan đến mức độ huyết ứ. Càng tím thì càng huyết ứ càng nhiều ha. Khí huyết vận hành, thể hiện khí huyết vận hành không có thông suốt, khí chạy huyết ứ. Nguyên nhân có thể là do âm hàn nội thịnh, dương khí nó không tuyên thông, khí huyết không thông, huyết ứ. Hoặc là nhiệt độc quá thịnh xâm nhập vào doanh huyết, doanh âm nó bị thiêu đốt, khí huyết nó không thông. Hoặc là phế, phế chủ khí, phế mất đi lưu thông, hoặc là can mất đi sơ tiết, thì làm cho khí cơ nó không thông. Hoặc là khí hư, khí nó hư thiếu, nó không thúc đẩy được cái huyết hành, làm cho huyết ứ trễ. Hoặc là ngoại tà ha, ngoại lực nó gây ngoại thương, tổn thương huyết lạc, huyết dịch nó tràn ra, biểu hiện là màu xanh tím, tức là gọi là bị chấn thương ha. Hoặc là do đàm thấp nó nội trợ, nó gây tắc ứ tắc bên trong. Hoặc là chân hà là u cục ở bụng á, nó tích tụ lại hoặc là khối sưng ứ tắc, nó làm cho huyết hành không thông. Hoặc là bệnh tim bẩm sinh, hay là mình một cái ngộ độc thức ăn. Đây là hình ảnh lưỡi xanh tím. Rồi, mình qua một cái phần nữa là tím nhạt. Tím nhạt mọi người thấy không? Nó tím nhạt nó thể hiện là âm hàn nội thịnh, khí huyết không thông, khí huyết huy hư. Nó có kèm theo, tại vì nó có tím nữa cho nên nó sẽ kèm theo huyết ứ nữa. Còn đây là thể hiện ban ứ. Ban ứ là cho là có những cái lớp đốm xanh tím kích cỡ không đều ha. Thể hiện tạng phủ hoặc khí huyết ứ trệ cục bộ. Đây là điểm ứ. Điểm ứ màu tím hoặc xanh đen ha, thông thường nó thấy ở đầu lưỡi, ở rìa lưỡi. Thể hiện tạng phủ khí huyết ứ trệ cục bộ. Còn giờ mình qua, hồi nãy coi là sắc lưỡi, thì giờ mình qua cái hình thể của lưỡi. Đây là hình ảnh tụi lưỡi già, co cứng, già cỗi, đường vân thì thô, mà nó thô ráp, nhăn, sắc thì u tối. Nó thể hiện đây là một bệnh thật chất, tà xâm nhập, chính khí chưa hư. Nó đang hai cái còn đang giao tranh. Còn lưỡi non nhạt mình sẽ thấy nó phù, to, yếu ớt,
đường vân trơn nhẵn, sắc nhạt, nông. Thể hiện đây là một cái chứng hư, khí huyết hư nhược, tạng phủ hư suy. Còn non đỏ, nó vừa mập, nó vừa đỏ, thể hiện khí hư, khí âm đều hư. Còn như là to mập, to hơn bình thường, nó hầu như nó muốn bè ra khỏi cái miệng, nó vừa đầy hết cái miệng ha. Nó có thể hoặc không thể, có thể hoặc là không có cái vết răng ha. Nó thể hiện đó là thủy thấp đàm ẩm trở trệ. Còn như béo, nó vừa béo mà nó vừa nhạt thì nó thể hiện tỳ thận dương hơn, tinh dịch nó không hóa được, dẫn đến thủy thấp đình trệ. Còn đây là thể hiện sưng trước, sưng to nè, dài nè, hà lưỡi không đầy miệng, nặng không thể thu vào miệng, sắc đỏ, xanh hoặc là xanh tím, thể hiện tâm tiền nhiệt quá mức, hoặc là ngoại cảm thấp nhiệt, hoặc là những cái biến đổi bệnh lý cục bộ ở lưỡi. Còn như có vết răng ha, người có vết răng có thể mập hoặc là không mập, lưỡi nó có thể mập không mập, mình đã thấy rồi những lưỡi thon nhưng mà có vết răng thì nó thể hiện lưỡi nhợt không mập. Nếu mà lưỡi nhợt không mập có vết răng thể hiện tỳ hư, khí hư hoặc là khí hư. Còn như mập to mà nhiều vết răng thể hiện tỳ hư, thấp khốn. Để dễ cho nhớ hơn, khi mà lưỡi nó không được thon, nó không giữ được hình thể của nó, nó thiên về là do bị tổn thương khí, tại vì khí nó giữ định hình được cái hình thể ha. Còn như mà nó to bè mập ra thì nó thể hiện nó là thấp nhiều. Rồi, lưỡi gầy đỏ ha, gầy đỏ có ít rêu hoặc không có rêu, thể hiện nó là khí âm đều hư, âm hư hỏa vượng. Ha, lưỡi gầy nhạt ha, gầy nhạt thể hiện đây là một bệnh lâu ngày, khí huyết đều hư. Còn như có điểm đỏ, đầu lưỡi dạng nấm, thể tích tăng lớn, số lượng tăng nhiều, phần xung huyết, thủy thủng, thấy ở rìa lưỡi, đầu lưỡi, thể hiện đây là có huyết nhiệt hoặc là nhiệt trong tạng phủ. Còn như mình thấy lưỡi mà nó thể hiện có gai đỏ ha, gai đỏ lớn, nó sờ vô có thể thấy như cái gai, thì thể hiện đây là một huyết quá nhiệt, nội tạng dương nhiệt quá thịnh. Rồi còn có vết nứt, rẫm nứt không có rêu phủ lên mà bệnh lý. Còn như là rẫm nứt mà có rêu phủ lên thì đó chỉ là bẩm sinh sinh lý bình thường. Rồi tinh huyết khuy hư, thể hiện tinh huyết khuy hư, âm tinh là phần tinh dịch, phần âm và phần tinh dịch bị hao tổn. Nếu mà vết nứt nhạt thể hiện huyết hư, còn nếu vết nứt nó đỏ thể hiện diệt thần thương, thương tâm, âm tinh hao tổn. Đây là vết nứt nhạt, còn đây là vết nứt đỏ ha. Còn về chảy máu, trên lưỡi nó có xuất huyết, thể hiện đây là một thực nhiệt, hư nhiệt hoặc là khí hư ha. Lưỡi đỏ, sưng đỏ, xuất huyết nhiều, thể hiện thực nhiệt. Còn như là xuất huyết mà lưỡi đỏ, ít rêu, có chóc rêu thì đây thể hiện là hư nhiệt. Còn như xuất huyết không nhiều, sắc lưỡi đỏ, thể hiện đây là một việc có thể là tỳ hư hoặc là khí không nhiếp được huyết. Rồi lở loét, hình có thấy rõ không? Lở loét thể hiện đây là tâm hỏa. Lở loét nó thể hiện cái lưỡi, tâm chủ về lưỡi, ta thể hiện tâm hỏa bốc lên gây viêm nóng, hoặc là âm hư hỏa vượng, hoặc là khí âm bị tổn thương gây ra. Nếu mà mới phát là tâm hỏa bị nhiệt, còn nếu mà cái bệnh này cứ tái phát hoài
thì nó thể hiện đây là âm hư hỏa vượng hoặc là khí hư dương hư. Méo lệch, méo lệch thì nó đây thể hiện đây là tổn thương tạng can, can hỏa, có thêm đàm hoặc là đàm uống trở kinh lạc, kinh mạch thiên về phế gây ra hay là do trúng phong. Còn về cứng đờ, nếu mà lưỡi cử động nó cứng đờ, co duỗi không thuận lợi, nếu mà nó có màu đỏ là nhiệt thận thương tân, thiếu tân dịch. Còn nếu mà nó có rêu trơn dày thể hiện đây có phong đàm ngăn trở lạc mạch. Còn như đột nhiệt hoặc là nó có triệu chứng là đột nhiên cứng, nó lắc tê liệt tứ chi, choáng thì thường hay gặp trong bệnh trúng phong. Vì này mình không có hình. Còn trong liệt mềm, mọi người ha, nên mềm dũng mà. Nếu mà đỏ thẳm, ít rêu thể hiện nhiệt tà, tổn thương âm, nội tương lâu ngày, âm hư hỏa vượng. Nè, liệt mềm. Còn đây là ngắn co, chứ hè lưỡi hoài hè ra cũng được ha, ngắn. Sắc nhợt, xanh tím mà trơn ướt thể hiện nó là hàn ngưng tụ ở gân mặt. Còn như sắc đỏ thẫm mà khô là thể hiện nhiệt tổn thương tân. Còn như nó to, nó không đưa ra ngoài nhưng mà nó to bè ra nhiều rêu thể hiện phong đầm, trở trệ. Còn như lưỡi hè ra ngoài mà không co về được, không co về ra ngoài, không co vô được, nó thể hiện là tâm thì có nhiệt hoặc là nhiệt nặng gây động phong. Như cách có thể là thẳng được, nó thể hiện cho tâm trí đã tuyệt ha. Hoặc là lưỡi rung, mình cũng hay gặp thè lưỡi ra, thấy cái lưỡi nó rung, nó không có giữ cố định. Thế nếu mà nó sắc nhạt mà rung á thì thể hiện nó là huyết thư động phong. Còn nếu mà đỏ tía mà rung á, thể hiện nhiệt thịnh động phong hoặc là can dương hóa phong. Cái việc rung này mình cũng thấy nhiều lắm á, mà thông thường mình hay quy vô là can huyết hư hơn. Can chủ về gân à, đưa ra vận động ha, mình thiên về là can huyết hư nhiều hơn. Còn như mình coi về, mình đánh giá về mạch máu dưới lưỡi thì bình thường mạch máu nó lớn hai bên nếp hạng ha, đường kính có khoảng là dưới khoảng 2.7 mm, chiều dài là khoảng từ 3/5 đúng thịt dưới lưỡi đến đầu lưỡi, màu tím nhạt. Đây là hình ảnh của bình thường. Còn như những cái to dài như lưới, nó vừa to và nó tản sẵn chỉ ra nhiều như cái lưới thì màu tím và tím đen thể hiện khí huyết trệ. Hồi nãy mình nói rồi, đánh giá cái phần dưới lưỡi là đánh giá sự vận hành của khí huyết. Còn dưới lưới giãn mạch ha, nó không phân ra nhiều nhánh mà nó phồng bự ra, to giãn mạch xanh tím hoặc tím xỉn và thể hiện khí huyết trệ. Rồi mình có thấy những điểm ứng huyết nè, đỏ đỏ ở dưới lưỡi ha, nhỏ xanh tím, tím đen, các cục máu ứ dạng châu tím không đều, thể hiện huyết ứ thiên về do hàn, huyết nhiệt hoặc là do khí trệ đầm thấp hoặc là do dương hư. Rồi mọi người buồn ngủ chưa? Cái phần lưỡi á, cô hơi nhiều ha, nhưng mà mốt mình cho cái file á, mọi người chịu khó về tập mình nhận biết được cái màu sắc lưỡi. Mình có thi á, mình thi xem lưỡi, nhưng mà là mọi người đánh giá cái lưỡi của người đối phương á, là ví dụ nãy mình nói đánh giá theo thứ tự là chất lưỡi, thần lưỡi, sắc lưỡi, hình thái lưỡi, vận động của lưỡi, rồi rêu, chất rêu, sắc rêu và ở dưới lưỡi, mình chỉ nói đầy đủ. Còn có nhìn có đúng hay không mình sẽ không đánh giá ha, nhưng mà mọi người phải đưa ra mình từng cái. Ví dụ như trong vòng nãy mình cũng nói phải nhìn thần nè, những cái cơ bản nhất, nhìn thần, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn lưỡi, nhìn miệng đó, phải có. Rồi mình qua tiếp là rêu lưỡi ha. Thì nãy rêu lưỡi mình có hai phần đánh giá là chất rêu và màu sắc rêu. Chất rêu
mình có rêu mỏng và rêu dày. À, rêu mỏng là làm sao biết nó mỏng? Là mình thấy được đáy của rêu. À, thể hiện vị khí nó sinh tốt. À, bệnh mới vào biểu, bệnh giai đoạn nhẹ, nông, chưa tổn thương vị khí. Còn như rêu dày đây, mình thấy hoàn toàn không nhìn thấy được cái đáy rêu. À, đây nãy có nói là mình có thể thay vì người ta cạo, mình có thể chủ động lấy cái cây đè lưỡi để mình đè, mình quét qua ha. Nếu mà khi mình quét mình đẩy đi thì mình đó là thể hiện ra đúng cái bản sắc. Nếu mà thực sự rêu mà bị bệnh á, là anh quét không được, cạo không ra, cạo không ra ha. Rồi rêu dày, rồi rêu dày là không thể đấy. Thấy đáy rêu thể hiện vị khí kèm tà khí thấp trọng ha, tà thịnh vào lý hoặc là tà có lòng thấp, thích ăn tích tụ. Nếu mà đang mình quan sát bệnh, theo dõi bệnh từ mỏng mà sang dày và bệnh ngày càng trở nặng. Nếu mà bệnh từ rêu và từ dày từ từ tiến triển xuống thành rêu mỏng thì thể hiện đây bệnh chính khí bắt đầu có khởi sắc rồi. À, hoặc là tôi có nhuận hay không, à, khô ẩm vừa phải thể hiện đây là một cái bình thường. Còn như nếu trơn láng thì mọi người thấy không, trơn láng mình sẽ thấy phần nước nhiều, hè lưỡi ra như nước nhỏ nước xuống, sờ thấy ẩm trơn láng thể hiện đó là rêu hoạt. Thì thể hiện bệnh đó là thủy ẩm tích tụ, tỳ dương bất chấn hoặc là hàn thấp nội sinh, đàm ẩm thể ngoài ẩm hoặc là viền ẩm. Còn đây là táo khô, chất của rêu táo khô ha, nó khô nứt à, là thể hiện chứng nhiệt, chứng táo, tinh dịch bị khuy hư, bị tổn thương ha. À, do dương khí bị âm tà ảnh hưởng làm cho đàm thấp, thủy thấp, tinh dịch mất sự vận chuyển phân bố. Còn đây là rêu thô, khô mà khô rác ấn vào cái rận cái tay ha, là do rêu táo phát triển lâu ngày nó phát triển lên, nhiệt bị tổn thương tinh dịch. Tiếp theo là rêu nó nhờn. À, rêu như là hạt bụi mịn chặt hợp thành từng mảng ở giữa dày viền mỏng, dán chặt vào mặt lưỡi, lao không ra, lao không ra, cạo khó đụng. Rồi thể hiện thấp trọng, đàm mẩm, thức ăn tích tụ. Mình có nhờn cáo, nhờn dính, nhờn hoạt, nhờn táo. Mình sẽ đi từng cái ha. Nhờn cáo hay là nó bị bẩn đục, thường hay do thấp nhiệt tà ngăn trở vị trừ, vị trừ. Đây là nhờn cáo ha. Rồi nhờn dính thì thể hiện tỳ vị thấp trọc, nhờn hoạt dính, không có nhờn dính nữa. Nhờn hoạt, nhờn hoạt là do thấp, nó là thấp nhuận, nhẵn bóc, nhẵn bóc ha. Thể hiện nó là đàm trọng, hàng thấp nội trợ, dương khí ngăn trở, rêu nhờn hoạt ha. Rồi nhờn táo khô thể hiện thấp nhiệt từ lý phát ra, thấp trọng hóa nhiệt gây tổn thương tâm dịch. Nhờn táo ha. Còn như đây là rêu thối nát, nó là hạt khá to mà rất rễ lỏng rời, tróc từng mảng, tấy lưỡi hùng trọc, thể hiện vị khí suy hư, thấp tà bốc lên, tà nhiệt bốc hơi, tà khí trong vị tràn ra, nó sẽ tụ bẩn ở lưỡi. À, là do bệnh lâu ngày khiến vị khí bị thiếu hụt, cho nên nó không có sinh ra rêu mới mà nó cứ đông trong cái rêu cũ. Đây là mụn thối ha, dày như mũ lở lép, thể hiện nhiệt tập phù lên, vị khí suy hư. Đây là móc trắng ha, nó sẽ có màu như là, nó như là hạt gạo sửa đậm lại vậy. Lao có thể đi, mình có thể lao sạch ha, nhưng mà nó phải sinh lại, cứ lao là sinh lại.
ha, mặt lưỡi thì sáng đỏ, mọi người thấy cái phần mà có rêu nó sáng đỏ lên, thể hiện bệnh nặng ha, khí âm hư, chính khí hư, thấp nhiệt quế chọc, chóc rụng ha, là toàn bộ hay một phần mặt lưỡi nó bị bong chóc ra, à còn mặt lưỡi thì sáng bóng. Thì chóc rụng nó có nhiều phần như là rêu chóc nhạt, thể hiện vị khí hư nhược, khí hư này chóc nhạt. Còn đây là chóc đỏ ha, à chóc đỏ thể hiện vì âm không đủ, âm hư hỏa vượng, âm khí lưỡng hư. Còn đây là chóc hoa, à là chóc ra từng mảng, nhiều chỗ đang lỗ, thể hiện vị khí đã hư, à của thấp trọc chiêu hóa, bệnh phức tạp. Còn như rêu giống như chóc, nếu chóc ra từng mảng, mặt lưỡi không nhuận, có mọc rêu mới, chất hạt, đầu lưỡi thấy được ha. Còn đây là lưỡi bản đồ, nó khác những cái chóc nãy, đó là nó có rìa, có giới hạn rõ ràng ha. Lưỡi bản đồ thể hiện khí âm đều hư, hoặc là do cái thể chất người nào, thể chất do một cái sinh lý, thể chất gì cả. Rồi ngoài ra mình có cái lưỡi chóc rụng, thì có lưỡi mặt rương, lưỡi mặt gương, hoặc là trong cái chóc rụng đó nó còn có cái lưỡi mặt gương, thì mình có lưỡi đỏ như rương hoặc là nhạt như rương. Đây là đỏ như rương và nhạt như rương ha, thì nó thể hiện là bệnh nặng, vị khí bị suy tốn nhiều, dinh dưỡng hao tổn. Còn màu sắc của rêu, do làm ít quá không dám phân ra từng cái, chỉ từng cái ha. Màu sắc, nếu mà sắc rêu nó màu trắng thể hiện nó là bình thường hoặc là biểu ở hàng, ví dụ như trắng mỏng nhuận, đây trắng mỏng nhuận ha, thể hiện đây bình thường, nó phát nhẹ nông. Rồi trắng mỏng khô, à hình thứ hai nghe, trắng mỏng khô thì đây là biểu tà hóa nhiệt, bắt đầu là phong nhiệt hao tâm rồi. Rồi trắng mỏng trơn, đây trắng mỏng khô, trắng mỏng trơn hình thứ hai á, trắng mỏng trơn thì nó thể hiện ngoài tà hàng, ngoài cảm hàng tà, tỳ dương hư, rồi thủy thấp nội đình. Rồi trắng dày thể hiện lý hàng, hàng thấp, rêu trắng dày ha, rêu trắng dày thì kết hợp với hình ảnh mình nhớ không, mỏng là mình thấy được, thấy đều, còn như là dày thì mình sẽ không thấy được, thấy rêu ha. Còn trắng và dày nhờn, trắng dày nhờn khô, dày như bột, hoặc là trắng khô đi ha, đây là trắng dày như bột, à trắng dày nhờn, nó vừa dày mà nó có dần dớp nhớp nhột ha, bóng bóng, à trắng dày khô. Còn rêu trắng khô. Còn qua phần vàng thì mình có vàng mỏng nè, vàng đậm nè, vàng xém nè, vàng thô nè, là vàng trơn, vàng nhờn và chân dính. Thì liền cái nhà rêu vàng mỏng ha, hình thứ hai là rêu vàng dày, nhà rêu vàng dày mà vàng vàng sẫm á ha. Rồi bên vàng vừa khô, còn đây là vàng trơn ha, vàng nhờn, còn vàng chân dính ha. Còn như là đây là nặng hơn, cực nhiệt, vàng là thể hiện nhiệt rồi, mà nếu mà cực nhiệt hoặc là hàn thận thì nó sẽ có là màu rêu tro đen ha. Đây là hình ảnh là tro đen nhuận, nhờn nhuận, còn đây là tro đen khô táo. Ngoài ra nó có cái dạng là rêu tạp, nó vừa vàng vừa trắng, có hai là cái rêu tạp nữa, là hai loại màu trở lên, như là vàng trắng này.
hoặc là đen trắng, hoặc là vàng đen này. Và xong, đây là mình tham khảo trong cái cuốn sách Đông y thị trấn của Hứa Gia Đà, của thầy Lê Quý Ngu hiệu chính, mọi người có thể mua. Thì ở trong cuốn đó nó làm sao nó sẽ có phân ra từng nhóm bệnh, âm hư, huyết hư, cái rêu như thế nào. Nếu mà mọi người muốn tham khảo thì có thể mua cuốn sách đó ha, giống quảng cáo sách quá. Rồi như vậy thì mọi người bật đèn lên, mình thử áp dụng vọng chẩn cho tất cả các bạn trong lớp.